Cảm ơn cái chân. Mình một phút rồi. Gửi cái thức video nhéo rồi. Các bạn ơi, như vậy là mình đã chế tạo xong chiếc cửa rồi nha, à, chiếc tủ mini rồi nha. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế tạo chiếc cửa bằng bìa. Để làm chiếc cửa này chúng ta cần bìa và bút chì, kéo, cục tẩy, kéo, súng bắn keo nến. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn nhé. Cái gì vậy?
Thôi cắt cái này là đúng rồi. Ừ, ra cắt từ đấy xem. Thôi không được rồi. Đứt đứt luôn. Ừ, ra đứt luôn. Cút đi. Những người đào phỏng cái cửa. Cấp nó vào.